trong lúc mình có cập nhật tình hình ở Melbourne như thế nào thì mình sẽ bỏ một cái video mình quay hiện giờ người Việt mình ở Kapramata, cái khu mà đông người Việt nhất của Việt Nam ở Úc là Kapramata và bên sau như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi cái màn hình background ha. Hi, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình cập nhật tình hình ở Melbourne lên cấp độ 4, coi như là hạn chế đi lại và giới nghiêm. Thì cái giới nghiêm này là người ta nói là từ hồi đệ nhị thế chiến cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên từ đệ nhị thế chiến. Thì cái giới nghiêm này thì là nó có sẽ hạn chế rất nhiều cho những người mà đi lại, và giới nghiêm này là từ 8 giờ tối cho tới 5 giờ sáng là không được đi ra khỏi nhà. Rồi mỗi ngày chỉ có một người trong gia đình được đi chợ thôi, là coi như là đi chợ mà chỉ là đi trong vòng 5 km thôi, chứ hơn đó thì là không được. Còn nếu mà tập thể dục á thì cũng được đi tập thể dục, nhưng mà cũng là gần gần trong vùng nhà của mình thôi, thì trong vòng 5 km mà chỉ là trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, và mỗi ngày cũng chỉ có mỗi một lần. Thì là đi chợ cũng vậy, thì là cũng đi có một người, nhưng mà cũng là trong vòng có 5 km thôi ha. Còn nếu mà ai mà vi phạm á, thì là sẽ bị phạt từ 5.000 đô la, bị phạt tại chỗ nha, 5.000 đô la cho tới 20.000 đô la. Nếu mà bị đưa ra tòa thì là bị phạt lên tới 20.000 đô la. Còn tất cả giống như mà doanh nghiệp mà mở cửa, chẳng hạn như là mấy cái cửa hàng nhỏ thì là phải bị đóng cửa hết. Thì coi như là chỉ có siêu thị được mở cửa nè, siêu thị, cây xăng, hoặc là những giống như mà dịch vụ về y tế thì được mở cửa. Còn những mà cái cửa hàng mà nhỏ nhỏ đó thì là coi như là bây giờ đóng cửa lên tới 6 tuần lễ luôn. Thì trong 6 tuần lễ, cái cấp 4 này là nói là kéo dài 6 tuần lễ, rồi sau đó người ta xem xét lại, có thể là kéo dài hơn. Còn những cửa hàng mà được mở cửa thì là trong đây mình có ghi cái danh sách đây, thì là giống như cửa hàng bán bia rượu thì được mở cửa, siêu thị bán thực phẩm thức ăn được mở cửa, ngân hàng được mở cửa, cây xăng được mở cửa, và bưu điện được mở cửa, với lại dịch vụ y tế thì cái đó được mở cửa. Còn những cái dịch vụ mà không cần thiết đó thì là đóng cửa. Riêng về giống như mấy chỗ mà lò mổ thì là được mở cửa, nhưng mà người ta phải thay đổi giờ giấc giới hạn, người ta phải thay đổi giờ giấc giới hạn lại, là có nghĩa là giảm công suất lại, không có làm việc nhiều giống như xưa nữa. Và giống như những cái công trình mà xây cất á thì bây giờ người ta cũng giảm tốc độ lại, hạn chế lại, thì người ta có thể là thay đổi giờ giấc. Tại vì bây giờ đó là coi như là 8 giờ tối giờ tới 5 giờ sáng thì là giới nghiêm, coi như là không có được ai được đi ra ngoài hết. Thì cái đó là kéo dài cho tới 6 tuần lễ sau. Còn những người mà giống như bệnh mà người ta không có ngày nghỉ, không có ngày nghỉ để đăng mà người ta lấy ngày nghỉ, thì là sẽ được chính phủ cho hỗ trợ, cho là mỗi 2 tuần là được 1.500 đô la để cho người ta ở nhà. Cái lý do là tại vì có rất nhiều người bị bệnh nhưng mà người ta vẫn đi làm, theo cuộc điều tra thì là như vậy. Bởi vậy nên bây giờ chính phủ cho là 1.500 đô la cho những ai mà bị nhiễm bệnh, kêu gọi người ta ở nhà. Tại có nhiều người người ta sợ, người ta không có ngày bệnh, tại vì người ta làm bán thờ
thì là người ta sẽ không có, giống như ở nhà người ta sẽ không có thu nhập, không có chở, không có tiền trả tiền nhà. Vì vậy nên người ta phải đi làm. Thì bây giờ chính phủ hỗ trợ cho những người đó là 1.500 đô la để rằng mà khi mà người ta bị bệnh thì người ta phải ở nhà cách ly. Cái video trước mình có nói là giống như cũng ở Victoria luôn, thì là những người mà giống như mà đi xét nghiệm á thì là được 300 đô la. Nếu mà người ta nghi ngờ người ta bị bệnh thì 300 đô la, hoặc là cái số tiền á là 1.500 đô la khi mà người ta bị nhiễm bệnh ở nhà. Thì cái tiền này á lại là cái tiền khác nữa nha, chứ không phải là cái tiền đó. Cái tiền này là của chính phủ liên bang, còn cái tiền kia đó là cái của chính phủ tiểu bang. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này ha. Mình chỉ tóm tắt tình hình dịch bệnh ở Victoria như thế nào thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay là hữu ích thì các bạn hãy comment, like và share cho mình nha. Và nhớ là subscribe cho mình ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.